Kênh Qua Làng Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay là phiên bán hàng của tối ngày 30 tháng 11 cũng như là mình bán hàng cho ngày 1 tháng 12 luôn. Thì mình có một số mặt hàng thuần, thì tất cả các mặt hàng thuần đều ra rễ ổn định và mình trồng trên cái chậu hoàn chỉnh cho các cô chú anh chị. Mình chỉ cần về treo lên là chăm. Nó giá thể thì mình cũng xử lý sạch sẽ hết. Thì cái giá mình báo là mình bao cước vận chuyển cho các cô chú anh chị mình luôn. Thì tất cả các mặt hàng đều bao cước hết. Đó, các chú anh chị nâng đơn nào thì chốt đơn đó, liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề đó. Thì hiện tại giờ cũng trời đang mưa các chú, mình đi làm về cũng trễ quá, tối quá trời tối đó, mưa quá trời mưa rồi, nó cũng tạt ướt hết rồi đó. Thì các chú anh chị nào mình chốt thì mình ngày mai mình sẽ cắt nước, ngày mốt mình sẽ gửi hàng cho các chú anh chị mình nha. Thì trước khi đi vô bán hàng thì mình cũng xin chia sẻ một chút xíu đó, chút xíu cũng như là tất cả những cái cây lan này nè đó, mình trồng mình thuần đó, mình thuần nó ra rễ ổn định gì đó, thì mình hồi sức lại cho nó là nó ok mình mới bán cho các chú anh chị mình. Tuy nhiên thì cái lá nó không được mướt như những cái hàng người ta thuần lâu năm đó, nhưng mà đổi lại được một cái là nó dày. Mình chỉ xử lý rễ thôi đó, rễ nó ra ok là mình chăm cho nó mướt, cho nó căng lá rồi lên thôi, rồi mình bán cho các chú anh chị mình đó. Thì những cái con này nè mình chưa có đi phân thuốc lần nào hết trơn, cho nên nó lá rồi nó chưa có mướt mượt mà đó. Những con này các chú về mình chỉ cần chăm chừng 2 tháng sau là nó mượt mà luôn đó. Thì mình các chú là mình biết đó, mình vô mình chốt đó, thì mình về mình chăm cực kỳ tốt luôn đó. Còn những cái con trâu mà người ta bán mà nó mượt mà về các chú mình chăm không khéo thì nó cũng sẽ xuống lá và nó hư cây thôi đó. Thì nó cũng theo tốt dần dần, tại vì người ta đi phân thuốc ví dụ như là lớn lá rồi nụ thân rồi này kia nọ, những siêu dinh dưỡng rồi vô đó, mình về mình chăm nó không đúng như người ta thì về thì từ từ cái cây của mình nó cũng bị suy đó, suy yếu. Thì ở đây là những cái cây mình bán này là mình chưa đi phân thuốc, thì các chú về đưa phân thuốc nào vô mình thuần theo ý của mình đó, đưa vô là nó hấp thu liền đó, là cây nó mượt ra đó. Thì mình cũng xin chia sẻ một chút thôi, tại vì mình bán nhiều khi các chú mình không biết thì nói sao cái cây của mình nó không được bóng mượt như của mấy chỗ khác đó. Thì hiện tại mình chưa đi phân cho nó lần nào hết trơn, thì làm sao nó mượt hơn những cái chỗ khác được đó. Ở này mình về mình chăm lên chừng 2 tháng sau là mượt mà liền, bóng là bóng cây liền, cho nó ăn nắng rồi ra thì nó sẽ đẹp ra. Rồi sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình luôn, thì ai chốt được thì chốt. Thì mình xin chân thành cảm ơn cũng như các chú anh chị mình xem video, nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật những video tiếp theo. Thì ở đây mình còn một mấy chậu mặt xuân nè các chú, còn có mấy chậu à, có chú nào là chốt thì alo mình nha, 150k chậu bao ship. Hiện tại có số chậu đang có ngồng hoa tết. Mặt xuân thì bông đẹp và thơm mà khỏi quá chê. Rồi giờ mình đi xin vô bán hàng nha, bán các hàng hình. Hình số 10 các chú anh chị mình chịu có nghe cái hình mình đọc giùm nha, tại vì giờ luôn lộn xộn mưa tạt dưới ướt hết trơn. Hình số 10 là 150k cho một con lá mít. Lá mít lá dày. Đó, lá mít lá dày. Về cho ăn nắng nó còn dày nữa. Lá cứng ngắt luôn các chú. Dễ rồi khỏi nói rồi. Dễ ok. Rồi 150k cho hình số 10. Rồi. Qua hình số 6. Số 6 là cũng 150k cho một con lớn thân dừa, tuy nhiên bị lỗi lá gì đó, thì hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá các chú. Về mình chăm chừng 2 tháng sau là mượt lại nó, bồi hoa nó dài gì nè đó, hiện tại nứt nụ luôn đó. 150k bao ship, con này không bị lỗi lá gì đâu luôn, ngon lành. 150k bao ship cho hình số 6. Và hình số 5 cũng một con dáng thân dừa cực đẹp, con lá mít luôn đó, bị lỗi lá nằm xử lý chân này không sao hết, còn hoa cũ nè đó, rễ ăn cũng dữ luôn nè,
thì những con này nếu mà không lỗi lá thì nó không có giá này đâu nghe cao chú. Mình mua một cây ở ngoài mà nó hoàn mà người ta chưa xử lý thì tầm cỡ vơi lớn rồi cũng 100 ngoài rồi. Mà chưa xử lý gì hết, chưa trồng gì hết. Về không khéo là kích rễ cũng chua ăn lắm cao chú, thấy gì cũng đi hoài à. Đó, 150k bao ship. Hình số 5. Rồi qua hình số 9. Một con trâu là kiểu như hình lốc sấy vậy đó. Lá nó xoắn. Con này đẹp nè. Rễ thì thôi khỏi phải nói rồi. Bán chậu luôn. 150k bao ship. Hình số 9. Rồi qua hình số số 8. Con bự luôn. Con bự mà nó bị hở cái lá đây chút, nó bị trong vận chuyển hở như như mình cuột lên thì nó cũng cứng rồi các chứ. Coi cây mẹ con. Cây mẹ con. Dễ rồi thôi khỏi phải nói. Ua tủa chứ. Cây này đang nhú ngồng luôn. Cây lớn cực kỳ lớn. Rồi 160k bao ship cho hình số 8. Hình số 13 là một con trâu bự bành kia luôn. Mấy con này là chuẩn gừng buôn đôn hết, có còn có hai con là của Bình Thuận thôi, con này với con này là của trâu Bình Thuận, chỉ có hai con là trâu Bình Thuận thôi. Tuy nhiên hàng gừng thì hoa nào nó cũng thơm hết. Đó, rễ nè ô tủa ra ngoài, con này cũng đang nứt nụ, một con bự bành kia luôn. Hàng gừng thì không tránh khỏi lỗi lá đâu chú, mình phải chịu thôi. Về mình chăm nó lên lại. Hình số 13, 250k bao ship. Rồi qua hình số 11, cũng một con trâu chuẩn gừng buôn đôn, lá ship, con lá nhỏ, lá dài thì bò hoa nó sẽ dài. Rễ đây, rễ đây chua tủa gian rồi. Rồi 130k bao ship cho hình số 11. Qua hình số 12, cũng một con trâu lá dài, nó nhỏ nhưng mà nó lá cứng ngắt rồi các chú. Cái này mình cố định đang cho mình giữ lên cho cái gốc nó cứng chứ không phải là cái nó bị lỗi lá rồi các chú. Rồi 130k bao ship cho hình số 12. 130k bao ship, nếu mấy đơn này đi xa gọi là cũng còn có mấy chục ngàn bạc, trừ tiền ship là còn mấy chục ngàn. Hình số 17 là một chậu kiều cam. Kiều cam đẹp cực kỳ, 4 năm thân thơ không, đang nứt nụ, đang sưng mắt nụ một về luôn, thân thơ không có chút. Rồi 250k bao ship trên số 17. Kiều cam, kiều vuông rồi kiều cam, nó có cánh trắng hồng cam, chủ hoa cực kỳ dài, hoa đẹp. Rồi hình số 3, một con trâu mít. Đó, dễ nè, dễ xinh dần luôn. Một con trâu mít nha, lá dày lá cứng cực kỳ luôn, chuẩn người muôn đôn. 150k bao ship. Rồi qua hình số 1, 230k một con trâu chuẩn người muôn đôn. Con trâu lá sắn sọc chỉ nè, để cho ăn nắng lên màu vàng lên là sọc chỉ còn dữ nữa. Con lá mít dễ nè, cực kỳ đẹp, lá xếp luôn, con lớn. Quay điện thoại chuẩn lắm các chú, sao lại ra vậy, nhiều khi còn bự hơn. 230k bao xếp hình số 1. Qua hình số 4, một con trâu mít lá xếp dễ ăn nhú nụ luôn. Nói chung là dạng trâu này nhú nụ hết. Con này con 230 này nó cũng nhú nụ luôn. Con 230 này nãy mình quay nè, nhú nụ luôn. Hình số 1 đó. Rồi qua hình số 4 nè, nhú nụ luôn nè. Nói chung trâu này giờ nứt nụ chuẩn bị tết hết. Mít xếp rễ, rễ xanh dần hết.
150k bao ship. Tiếp tục lên một con lá mít nữa. Lá mít nó cứng nó dày, dễ ăn cho bắp với da thể luôn rồi. Đó. Cực kỳ đẹp chưa? Đó, vậy chậm chừng 2 tháng nữa là mướt mực luôn. Hình số 2 150k bao ship luôn. Bị sâu ăn nè. Mình xử lý hết trơn rồi, các chú đừng lo. Chân đi tiền hồng nâu. Hình số 18 280k bao ship. Thằng mầm gốc lên tua tủa luôn. Hình số 8. Rồi. 7 rồng 230 bao ship. Hình số 14. Dễ tua tủa luôn. Một khối luôn, trồng trên cái chậu. Dép chậu. 230k bao ship. Rồi giờ hạt vĩ nè. Thiên cung lữ bố. Đang thắt ngọn xuống lá chờ hoa. 230k bao ship. Đó, đây mình đang ghép hàng nhóc hết trơn này các chú, bây giờ cứng vàng hết trơn rồi, treo đi tâm luôn. Giờ hàng về đang xử lý nữa nè. Tầm lum hết trơn nè. Treo đó nữa nè. Đó, hàng ghép gỗ là nhóc hết trơn là chuẩn bị qua năm cho các chú anh chị mình nè. Cái này là những cái giò này là khách đặt. Những giò này khách đặt mình ghép theo ý của khách hàng nè. Đó, ghép gỗ nè, khách đặt nè. Còn bên đây nữa, còn phía bên đây nữa, phía bên đây cũng khách đặt, mấy giò mình cũng ghép bao bệnh. Nhưng mình giờ đang xử lý, vô mùa lạnh này xử lý thì cái rễ nó hơi khó khăn chút. Cho nên mình cố gắng xử lý cho nó ra rễ rồi mình giao cho khách hàng. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơm có số mặt hàng gửi đến cho các chú anh chị mình. Các chú anh chị đơn hình nào chốt đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.